Bordeaux là quán rượu nhộn nhịp nhất xứ sở Treasure. Nơi đây tập hợp đủ mọi tầng lớp, từ kỹ sĩ danh giá, quý tộc hoàng gia, dân thường, bợm nhậu, thậm chí là cả những tên trộm khét tiếng nhất trong lịch sử vương quốc này. Lại một ví dụ hoàn hảo. Không có gì mà bọn ta không trộm được trên đời này. Bốc phét. Vậy ngươi trộm thử viên kim cương đỏ trên cổ công chúa Pandora xem. Tên thủ lĩnh sa sắm nét mặt. Hắn biết ở vương quốc Treasure, Pandora là cái tên gây hoang mang hàng đầu. Nàng là con gái độc nhất của quốc vương. Vì thế nên mọi vật báo quý giá nhất trên đời này, miễn là Pandora thích, nàng đều dễ dàng có được. Một công chúa được nuông chiều cao cao tại thượng như thế, vậy mà đột nhiên biến mất năm 17 tuổi. Đã 3 năm nay, mọi nỗ lực tìm kiếm đều như muối bỏ đại dương. Nhà vua sẵn sàng trả bất kỳ giá nào chỉ để tìm được cô con gái. Khi ngươi đủ khả năng tìm thấy nàng ta rồi, thì không chỉ viên kim cương đỏ bé tí tèo đó đâu. Muốn cả vương quốc này, có khi quốc vương cũng trao cho ngươi luôn ấy chứ. Mà nghe nói chỉ còn duy nhất lâu đài ma ám là chưa có ai dám đến đó tìm hết. Thế nào thủ lĩnh tài ba, bang của ngươi giỏi giang nhất tri xua cơ mà. Hả? Đừng đại ca, tòa lâu đài đó kinh dị lắm. Bất kể ai bước chân vào đó đều mất tích một cách oái oăm. Hay là mình kể cho hắn đắc thắng lần này đi. Sợ rồi. Chà, cũng chỉ là thổ đế mà thôi. Xem ra không ai dám nhận nhiệm vụ này rồi. Tiếc nhỉ. Ta nghe nói trong tòa lâu đài đó, ngoài vàng bạc châu báu chất ngập khắp cả các phòng ra, còn một ma nữ có thể giải đáp mọi thắc mắc trên đời, nếu hạ gục được nàng ta nữa. Nếu ta nói ta dám thì sao đi? Nhưng mà ta không biết đường. Chỉ cần đến cửa lâu đài cùng ta, đợi ở đó toàn bộ tài sản sẽ thuộc về người dẫn đường. Thế nào, kèo này ai dẫn đi? Hả? Đúng là ngựa non háo đá mà. Thành giao. Đêm nay gặp trước cửa quán rượu này, không gặp không về. Đêm đó theo đúng hẹn, Baron cùng thủ lĩnh trộm lên đường. Mọi hành động của họ dường như đều đã nằm trong dự định. Chàng trai bị gọi là liều lĩnh là Baron, hiệp sĩ săn tiền thưởng xuyên quốc gia. Chàng ta bôn ba khắp các vùng đất để tìm kiếm nhiệm vụ. Từ trước đến giờ, không có thử thách nào Baron không hoàn thành. Đôi khi đối với Baron, độ khó của nhiệm vụ còn hấp dẫn, quan trọng hơn tiền bạc. Và nhiệm vụ tìm kiếm công chúa Pandora lần này là một thử thách vô cùng hấp dẫn, không thể bỏ qua. Trước cả khi ai đó kịp cất lời, thì cánh cửa đột ngột mở ra, rít lên một tiếng kêu đáng sợ. Hả? Xin chào. Điếc tai quá nha. Hét cái gì mà hét. Ta là người. Cô là... Ta cũng đến đây để thám hiểm. Gọi ta là... gì cũng được. Để ta dẫn đường cho các ngươi nha. Được sự chỉ dẫn của cô gái lạ, các đoàn người cùng nhau khám phá lâu đài. Đại ca, ở đâu xuất hiện cô nhỏ kỳ dị nhỉ? Thế mà người ta bảo ở đây chỉ có một ma nữ xấu xí, kinh dị, bay lơ lửng trên không trung chứ. Như thế này hả? Cô gái dẫn đường hiện nguyên hình thành ma nữ bay lên, khiến lũ trộm sợ hãi, ngất xỉu. Trừ Baron, người đã đi qua rất nhiều nơi, gặp nhiều sự kiện kỳ bí là còn trụ được. Trước khi đến thám hiểm tại lâu đài, Baron đã chuẩn bị rất nhiều bùa ngải được sưu tầm từ các quốc gia, vùng đất khác nhau. Anh ta bình tĩnh lấy ra, nhưng tất cả đều không xi nhê gì với ma nữ. Ngươi còn thứ gì độc đáo hơn không? Hay là để ta nhặt giúp ngươi luôn nhé. Nào ngờ chiếc hũ được yếm bùa hút linh hồn ma nữ vào trong không thoát ra được. Thế nào, sẵn sàng trả lời câu hỏi của ta chưa, ma nữ thông thái? Baron chưa thể đạt được mục đích của mình. Lũ trộm bất ngờ xuất hiện, chúng đánh ngất Baron. Hồng vừa có trong tay mọi tài sản quý giá, vừa cướp đi cơ hội đặt câu hỏi. Cuối cùng mọi thứ cũng đã thuộc về ta rồi. Chắc chưa, ngươi vẫn chưa học được tính khiêm tốn gì. Là ngươi, không đúng.
ngươi không phải là người. Thông minh đây, các ngươi nghĩ ta cố tình tung tin để lừa các ngươi đến đây vì mục đích gì chứ? Dĩ nhiên là bởi vì ta mới chính là chủ nhân của lâu đài này rồi. Lại thêm một mẻ linh hồn của lũ tham vọng mới, hương vị mới thơm ngon làm sao. Phù thủy quả đen tạo ra địa chấn khiến dao dĩa trong phòng đồng loạt bay lên phóng về phía lũ trộm. Chúng muốn chạy trốn thì tất cả cánh cửa đều đóng sập vào. Không còn cách nào khác, băng đảng trộm đành phải tìm cách chống lại phù thủy. Chúng ném tất cả các vật dụng xung quanh về phía hắn ta, nhưng đồ vật chỉ bay xuyên qua, không tạo ra sát thương nào. Cơ thể phù thủy như thể chỉ là ảo ảnh. Hắn ta vua tay, tất cả lũ trộm ngất liệm đi. Ở một diễn biến khác, sau cú địa chấn vang dội, bà Rôn tỉnh lại. Thấy chiếc hũ chứa ma nữ vô tình bị lũ trộm ném đi, bà Rôn lén lút lấy lại, giải thoát cho ma nữ. Ma nữ giải thích việc cô bị phù thủy phù phép, mất hết toàn bộ ký ức, bị giam giữ luẩn quẩn trong lâu đài của phù thủy quả đen. Anh đã giải thoát cho ta nên ta muốn giúp lại. Tuy nhiên chỉ đến đây thôi, còn lại phụ thuộc vào bản lĩnh của anh. Căn phòng này đến ta cũng không thể nào vào được. Rất có thể bên trong chứa điểm yếu của phù thủy đó. Theo chỉ dẫn của ma nữ, bà Rôn vào được căn phòng bí mật. Trong đó chỉ có duy nhất một cuốn sách cổ biết nói. Loài người thấp kém, sao ngươi lại dám bước chân vào đây? Nhớ lời ma nữ nói về điểm yếu của phù thủy, bà Rôn nhanh nhẹn tiến đến gần cuốn sách. Thưa phù thủy, có kẻ đột nhập. Phù thủy xuất hiện, cũng cùng lúc bà Rôn vung dao lên, ghim thật sâu vào cuốn sách lắm lời. Cuốn sách thét lên, chảy ra mực đỏ rồi cháy rụi. Đau quá, đau quá, mặt của ta, mặt của ta. Sau khi phù thủy tan biến, ba Rôn và ma nữ quay lại xem tình trạng của lũ trộm. Nhưng những kẻ bị hắn ta hút hồn rồi thì không trở về được. Thôi thì cũng là do chúng tự chuốc lấy. Lý do ta giúp anh cũng vì anh khác với chúng, khác với những kẻ chỉ ngóng chờ tài sản trong tòa lâu đài này. Ta cũng không tốt đẹp đến thế đâu, nhưng quả thật ta đến đây chỉ với mục đích là tìm được tung tích của công chúa Pandora, thực hiện nhiệm vụ. Ta hiểu rồi. Do lời nguyền, ta có thể đưa ra câu trả lời cho mọi vấn đề của người khác, nhưng lại không khám phá được lai lịch của chính mình. Giá mà cũng có ai đó sẵn sàng đi tìm lại nguồn gốc cho ta. Để cảm ơn Baron giải thoát mình, ma nữ đồng ý cho anh hỏi một câu hỏi. Baron ngần ngừ. Vốn là một kỵ sĩ muốn chinh phục những nhiệm vụ khó, nhưng ta vẫn có rất nhiều cách để thực hiện được nhiệm vụ lần này. Ma nữ, ta quyết định dừng lại cơ hội tìm ký ức cho cô. Thật sao? Đúng vậy. Câu hỏi của ta chính là trước kia cô là ai, ở đâu, có quá khứ như thế nào. Ánh sáng bừng lên, ký ức của ma nữ ùa về, cơ thể dần dần hiện rõ, biến thành diện mạo vô cùng xinh đẹp. Ta nhớ ra rồi, ta chính là Pandora. Có lại ký ức, lời nguyện của phù thủy biến mất, ta lại có thể quay trở lại làm người bình thường rồi. Đúng lúc này, lâu đài đột nhiên rung chuyển dữ dội. Baron mạnh mẽ vội vàng bế công chúa rời đi. Tòa lâu đài ma quái sập xuống phía sau lưng họ, chấm dứt những câu chuyện tâm linh đáng sợ từ trước tới giờ. Trở lại cung điện cùng công chúa, Pandora trở thành người hùng, được đón tiếp vô cùng long trọng. Ngươi là hiệp sĩ đã cứu được Pandora con ta, thật không biết phải cảm ơn như thế nào cho đủ. Nói đi nào hiệp sĩ, tước vị, tài sản, đất đai, ngươi muốn gì nào? Thưa đức vua, ta chỉ là một kẻ thích phiêu lưu. Tìm ra công chúa, hoàn thành được nhiệm vụ chính là điều tuyệt vời nhất với ta rồi. Mặc dù còn nhiều điều tiếc nuối, nhưng cuối cùng đức vua và công chúa vẫn phải chấp nhận để Baron rời đi. Sao thế anh bạn? Ngươi cũng không nỡ rời xa nàng ấy hả? Ta cũng vậy, nhưng ngươi biết đấy, chúng ta quá khác biệt. Nàng là công chúa, ta chỉ là dân thường mà thôi.
Vừa dứt lời, một bóng người cưỡi ngựa vút qua trước mặt chàng hiệp sĩ. Khác biệt gì cơ? Một người là hiệp sĩ, người kia là ma nữ bị nhốt trong lâu đài. Công chúa, sao nàng lại ở đây? Thì ra vì quá yêu thương con gái, đức vua chấp thuận với thỉnh cầu cho phép công chúa được cùng ân nhân bôn ba trải nghiệm các vùng đất mới lạ. Chẳng còn cách nào để từ chối, chàng hiệp sĩ bất đắc dĩ mang theo công chúa Pandora cùng rong ruổi trên con đường chinh phục các nhiệm vụ phiêu lưu. Chàng mang theo ta là quá hời rồi. Mấy cái vũ khí trừ ma của chàng lỡm chết đi được. Sao nhé, biết đâu gặp phải ma nữ nào, ta lại biến ra thành phiên bản kinh dị hơn, thế là nó sẽ phải chịu thua ta. Câu chuyện hôm nay sẽ kể về một cô phù thủy vô cùng đặc biệt, đó là Wednesday Adam. Một cô gái có tính cách lạnh lùng và một bộ não thiên tài. Trong một lần Wednesday vô tình đọc được câu chuyện về Rapunzel, cô vô cùng hứng thú với một loại hoa mọc lên từ giọt sáng của mặt trời. Thế là Wednesday đã quyết tâm nghiên cứu để tạo ra loại hoa ấy. Sau nhiều ngày ròng rã, cuối cùng một bông hoa mặt trời cũng đã chịu nở. Bất ngờ, Wednesday bị tập kích bởi người em nghịch ngợm của mình. Hả? Không chịu thua kém, cô cũng nhanh chóng đáp trả. Trận chiến của hai chị em đã vô tình làm cho cỗ máy thời gian đang nghiên cứu dở của Wednesday bị trục trặc. Cỗ máy bất ngờ mở ra một cánh cổng và hút lấy cô. Wednesday đã bị cuốn vào một nơi vô cùng xa lạ. Khi đang nghĩ xem đây là nơi nào thì bất ngờ bị một người lạ mặt tấn công. Hóa ra đây chính là tòa tháp của nàng công chúa tóc dài Rapunzel. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại vào đây? Có phải là đến cướp mái tóc thần của ta không? Ta không có hứng thú với mái tóc lòe loẹt ấy. Vậy ngươi đến đây để hãm hại ta sao? Ta vì một số lý do phức tạp nên mới lạc đến đây. Nếu ta muốn hại nàng thì nàng cũng không làm gì được ta đâu. Sau đó Wednesday kể lại hết mọi chuyện cho Rapunzel nghe về nguồn gốc mái tóc của nàng. Và nàng thực chất là một cô công chúa thất lạc. Còn người mẹ kia là chỉ đang lợi dụng mái tóc ma thuật của nàng để níu giữ thanh xuân mà thôi. Ngươi gạt ta, mẹ ta không phải là người xấu. Nếu không nhầm, hôm nay là sinh nhật của nàng. Hàng năm vào ngày này, nhà vua sẽ cho thả đèn trời để cầu nguyện họ có thể tìm lại được cô công chúa. Nếu nàng không tin, ta có thể đưa nàng đến đó để xem. Quá ra những ngôi sao bay ấy được gọi là đèn trời sao? Nhưng nếu như điều đó là sự thật thì liệu bố mẹ có nhận ra ta không? Nàng yên tâm đi, mái tóc của nàng là độc nhất nên họ sẽ nhận ra ngay thôi. Nhưng tại sao cô lại muốn giúp ta? Ta muốn lấy một vài nguyên liệu từ chỗ nhà vua. Sau một lúc đắn đo, Rapunzel cũng quyết định rời khỏi tòa tháp đã giam giữ mình nhiều năm qua để đi tìm lại bố mẹ thực sự. Vì mái tóc của Rapunzel quá dài nên khiến cho nàng di chuyển rất khó khăn. Thế là Wednesday quyết định làm cho nàng một kiểu tóc mới. Khi đi đến gần cung điện, Rapunzel đã bị cảnh tượng náo nhiệt ở đây làm cho kinh ngạc. Nơi này thật tuyệt vời, con người không hề đáng sợ như là mẹ ta vẫn hay kể. Hả? Bỗng nàng bị thu hút bởi một bức vẽ trên tường.
Đây mới chính là gia đình thật sự của nàng đó. Đứng lại đó, không được chạy, không được chạy. Bất ngờ một tên trộm lao nhanh đến và va mạnh vào Rapunzel. Chiếc vương miện mà hắn đánh cắp được dính chặt vào tóc của Rapunzel. Không còn cách nào khác, hắn ta đành kéo đàn chạy trốn cùng. Wesley cũng buộc phải đi theo họ. Thấy lính cứ liên tục đuổi theo, Wesley liền nhanh trí tìm cách để giúp họ chạy trốn. Sau một lúc họ cũng đã cắt đuôi được bọn lính. Khi chàng trai định lấy chiếc vương miện rời đi thì Rapunzel mới nhận ra chiếc vương miện ấy trông rất quen thuộc. Đây là vương miện của ta. Ngươi là một tên trộm sao? Nàng vui tính đấy, nhưng ta không có nhiều thời gian để đùa với nàng đâu. Ta nhất định không để cho ngươi lấy cắp vương miện đâu. Ngươi là Flynn Rider. Làm sao ngươi biết được chứ? Theo như truyện thì ngươi chính là định mệnh của cô ấy. Ta còn lâu mới tìm lấy một tên trộm. Ta cũng không thể nào thích được một cô gái hung dữ như nàng đâu. Trong lúc hai người giằng co với nhau thì bất ngờ một phù thủy đã giam giữ Rapunzel xuất hiện. Mẹ không, bà không phải là mẹ của ta. Còn nói gì vậy, ta vẫn là mẹ của con mà. Sao con không chịu nghe lời ta mà ra khỏi ngọn tháp chứ? Ở bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập, nhanh cùng ta trở về đi. Ta biết hết sự thật rồi, bà đừng hòng lừa ta nữa. Thế giới này vốn dĩ không hề đáng sợ như bà nói. Ngược lại, bà mới chính là người đáng sợ nhất. Nhân cơ hội hai cô gái bị phân tâm, Flynn liền cầm lấy chiếc vương miện mà chạy đi. Nhưng một âm thanh lớn phát ra khiến chàng phải dừng chân. Chàng liền đoán ra rằng hai cô gái đã gặp rắc rối. Ta không biết vì sao, nhưng ta chỉ cảm thấy không thể làm ngơ được. Chắc ta điên mất rồi. Mặc dù rất đáng đo, nhưng Flynn vẫn quyết định quay lại giúp hai cô gái. Cảm thấy Flynn quá phiền phức, cô ta liền ra tay đánh một đòn chí mạng vào Flynn. Lúc này Wesley chợt nhớ ra tuổi thọ của một phù thủy đến từ tóc của Rapunzel. Wesley liền nhanh như cắt lao đến cắt phăng mái tóc của nàng. Khi mái tóc bị cắt đi, một phù thủy cũng lập tức tan biến. Còn về phần chàng Flynn, vết thương của chàng quá nặng, hơi thở yếu ớt dần. Tại sao một kẻ trộm như ngươi lại... Ta cũng chẳng rõ, chỉ là có cái gì đó luôn thôi thúc ta phải bảo vệ cho nàng. Mái tóc của ta đã bị cắt đi rồi, phải làm thế nào mới cứu được chàng đi? Ta có thể nhờ nàng một việc có được không? Được, ngươi nói đi. Xin nàng hãy giúp ta duy trì kinh phí của trại trẻ mồ côi. Nếu không, bọn trẻ sẽ... Vậy ra đây là lý do ngươi đã đánh cắp vương miện sao? Được, ta đồng ý. Ta sẽ giúp những đứa trẻ ấy. Lúc này, bỗng không gian xung quanh bắt đầu mở dần và biến mất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ mọi thứ đang dần biến mất vì kết thúc của câu chuyện bị thay đổi sao? Rapunzel, hãy hôn chàng ta đi. Nụ hôn của tình yêu đích thực sẽ cứu sống hắn. Rapunzel làm theo, nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra. Mọi chuyện không diễn ra đúng theo trình tự. Rapunzel không có tình cảm với Flynn nên nụ hôn cũng không có tác dụng. Có lẽ phải dùng đến nó thôi. Wesley lấy ra bông hoa thần kỳ mà cô đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Hãy ăn. Chưa dứt lời thì một cánh cổng không gian mở ra và cuốn Wesley đi.
Hóa ra bàn tay thiên vật nuôi của gia đình Adam đã dựa theo các ghi chép của cô, thành công mở cánh cổng một lần nữa để đưa cô về. Wesley vội tìm cuốn truyện và mở ra trang cuối cùng. Khi thấy được Flynn và Rapunzel ở bên cạnh nhau, Wesley thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hậu Nasia là một người vừa nghiêm khắc vừa lạnh lùng, trong khi công chúa Niada, con gái bà thì lại nghịch ngợm và tràn đầy sức sống. Sẽ thế nào nếu họ đổi chỗ cho nhau, mẹ thành con gái và con gái thì thành mẹ? Hãy subscribe Wattpad Retail để tìm hiểu nguyên nhân vụ bê bối này nhé. Không thể nào. Một tuần trước, Diana là công chúa được coi là hạnh phúc nhất trên đời, vì cô có trong tay tất cả mọi thứ mà người bình thường mong muốn. Chỉ cần một cái nháy mắt thích thú thôi, thì dù thứ đó có hiếm và quý giá thế nào, nó cũng thuộc về Diana. Diana không hề vui vẻ vì cô cảm thấy như thể mình bị nhốt trong một cái bóng ngột ngạt, không thể thoát ra ngoài. Tất cả những câu chuyện cuộc đời Diana đều chỉ được biết đến trong sách vở và chuyện kể. Cô không được tự ý làm bất cứ việc gì, chỉ cần dùng sức một chút cũng sẽ có kẻ hầu người hạ làm giúp. Thậm chí Diana còn ít được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vì mẹ sợ cô sẽ đổ bệnh. Mọi chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của Diana đều bị ghi lại và báo lên mẹ cô. Trong khi đó, Niana vô cùng thích khám phá thế giới, đi đến những vùng đất mà cô mong muốn. Dĩ nhiên, mẹ cô sẽ không đời nào đồng ý cả. Niana là búp bê, và búp bê thì chỉ được sống trong lâu đài mà thôi. Tại sao chứ? Ta chỉ muốn được sống như một người bình thường thôi mà. Ngày nọ, một chú chim bay lạc vào trong phòng của Niana. Lợi dụng việc người hầu sơ ý, Diana tự ý giữ lại chăm sóc chú chim này. Khi chú chim cất cao cánh bay được, Diana tinh nghịch thử giao tiếp với thế giới bên ngoài bằng cách buộc vào chân chú một lá thư. Vậy mà thực sự lời hồi đáp được chú chim mang trở lại. Từ đó, cuộc sống của Diana thú vị hơn khi có một người bạn qua thư này. Người bạn qua thư kể cho Diana nghe tất cả những điều thú vị về những nơi mà anh ta đã đi qua. Điều này thôi thúc Diana đưa ra quyết định bỏ trốn khỏi hoàng cung để đến với khu rừng thần tiên mà mình luôn muốn đến. Thế nhưng cuối cùng, niềm vui sướng khi chỉ còn cách một bờ tường nữa là được tự do của Diana bị dập tắt. Cô bị hoàng hậu cùng quân lính bắt được. Loạn rồi, loạn thật rồi. Ai cho con cái gan làm chuyện tài đình như vậy? Mẹ, tại sao mẹ lại đọc thư của con? Tại sao lúc nào mẹ cũng cố gắng để quản lý con như một con búp bê không hồn vậy? Đừng có không biết điều. Con xem, con đang có cuộc sống mà tất cả mọi người đều muốn có đấy. Vậy thì mẹ sống như vậy xem, mẹ có thực sự chịu được không? Mẹ à, con muốn được làm một người bình thường. Giữa lúc bầu không khí vô cùng căng thẳng, ánh sáng chói lòa phát ra, hoàng hậu và công chúa đồng loạt ngước xuống. Tỉnh dậy, linh hồn của hai mẹ con đã bị tráo đổi. Diana sống trong cơ thể của mẹ, còn mẹ thì thức giấc trong cơ thể của cô. Họ hành xử kỳ lạ, nhưng dù có giải thích thế nào thì chuyện này cũng quá là hoang đường. Đức vua và mọi người không ai tin tưởng cả. Ta đoán là hai mẹ con căng thẳng quá nên như vậy thôi. Ai về phòng người đấy nghỉ ngơi đi. Diana ý thức được tình huống hiện tại nhanh hơn. Với cá tính ranh ba, cô biết ngay đây là cơ hội để cuộc sống của mình thay đổi. Thả ta ra. Thôi nào, đừng đùa nữa Diana. Ta rất bận, còn nhiều việc phải xử lý lắm đó. Diana sai người hầu mang cho mẹ tất cả những gì tốt nhất, đồng thời cũng kiểm soát khắc khe nhất, hệt như lúc trước mình đã trải qua. Trải qua ngày đầu tiên sống dưới thân phận con gái mình, hoàng hậu đã gần như bùng nổ. Thả ta ra. Ngươi tin khi ta quay trở lại cơ thể, ta sẽ trừng phạt ngươi hay không? Biết là không nên xâm phạm quyền riêng tư của con, nhưng do cuộc sống quá nhàm chán, hoàng hậu lén đọc những lá thư mà Diana gửi cho bạn. Alex à, ta biết mẹ ta rất yêu thương ta nên mới quản lý ta chặt như vậy. Thế nhưng tất cả những gì ta mong đó là có thể được sống như một người bình thường. Dù như vậy sẽ khiến ta có thể bị thương, bị đói, bị khổ sở đi chăng nữa, ta phải đi thôi, sức khỏe của mẹ lại yếu đi rồi. Hãy cùng ta đến khu rừng thần tiên nhé. Ta đọc được tin ở đó có loại hoa chữa lành căn bệnh đau đầu nặng của mẹ.
ta sai rồi, là ta đã hiểu nhầm nó. Rất may cuối cùng người bạn qua thư của công chúa xuất hiện. Chính người mà trước đây hoàng hậu cấm công chúa chơi cùng vì cho là trộm cướp, không tốt lành, thì nay lại là người giúp bà trốn khỏi lâu đài. Hoàng hậu nhận ra không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, suýt chút nữa đã khiến con gái mất đi người bạn tốt. Trong khi đó, Diana khi trở thành hoàng hậu quyết định dành cho mình một ngày tự do thoải mái hết mình. Giờ thì ta có thể tự do ra ngoài chơi thỏa thích rồi. Không được đâu, thưa hoàng hậu, ngài còn phải giải quyết xong công việc đã. Nào, nhoáng một cái là xong chứ gì. Giờ sống dưới thân phận hoàng hậu, sở hữu con dấu trong tay, mà Diana có thể xóa bỏ sắc lệnh phá hủy khu rừng thần tiên. Diana cứ cắm cúi mà phê duyệt và giải quyết công việc cho đến khi bị cơn đau đầu kinh niên của hoàng hậu hành hạ. Thì ra, mẹ của cô vì đất nước, vì gia đình mà cũng chẳng có được thời gian nào cho bản thân. Thưa hoàng hậu, hôm nay người có ghé qua thăm công chúa hay không? Người chưa từng bỏ qua việc này bao giờ. Diana quyết định mình phải lập tức thực hiện tiếp kế hoạch, đến khu rừng thần tiên tìm hoa quý để chữa lành bệnh cho mẹ. Lần đầu tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, bất kể thứ gì cũng làm Diana bất ngờ và thấy thích thú. Tuy nhiên, sự hào hứng đó cũng đem về rắc rối mà cô không ngờ được. Một lũ trộm thấy được Diana là kẻ có tiền, liền tiến đến bắt quen và lừa để bắt cóc cô. Dĩ nhiên, Diana nhanh chóng rơi vào bẫy của những kẻ săn người này. Diana được người bạn qua thư và hoàng hậu vô tình đi qua thấy được và giải cứu. Diana hiểu cho mẹ về những cảnh báo trước đây không phải là thừa. Mẹ xin lỗi, mẹ cứ nghĩ cho con một môi trường với tất cả những gì tốt nhất là được rồi. Mẹ sợ con sẽ bị thương, mẹ sợ con chấp ngã. Là tại con mới đúng, con đã không hiểu được tấm lòng của mẹ mà luôn chỉ muốn làm theo ý mình. Đôi khi thất bại cũng là một trải nghiệm cần thiết. Giờ thế hai mẹ con đã thấu hiểu nhau rồi. Đúng vậy. Đúng lúc này, phép màu lại một lần nữa xảy ra giống hệt như khoảnh khắc khi hai mẹ con trao đổi cơ thể. Khi tỉnh lại, Diana thấy mình và mẹ đang ở trên con thuyền trôi trong khu rừng thần tiên mà cô luôn muốn đến. Mẹ, chúng ta trở lại bình thường rồi. Hả? Tại sao? Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Có thứ này ta muốn cho công chúa xem trước đã. Tiếng nói vừa dứt, một đoạn ký ức xưa cũ được chiếu lên. Năm đó hoàng hậu hạ sinh công chúa Diana ngay khi cùng đức vua di hành qua khu rừng này. Rất may cả gia đình hoàng gia đã thoát khỏi bầy hung dữ. Tuy nhiên vì sinh non nên hơi thở của Diana vô cùng mong manh yếu ớt. Nàng tiên cá quyền năng, xin nàng làm ơn hãy để cho con ta được sống tiếp. Ta chấp nhận đánh đổi bằng tuổi thọ của mình bao năm cũng được. Cảm thông trước tình mẫu tử thiêng liêng, nàng tiên cá giúp cho Diana được sống thêm 18 năm trên cuộc đời, đổi lại tuổi thọ của hoàng hậu cũng ít đi gần đó. Thời gian thấm thoát trôi đi, gần đến sinh nhật 18 tuổi của Diana, hoàng hậu vô cùng sợ hãi. Chính vì quá yêu thương con, nên suýt nữa đã làm ra một việc hồ đồ, đó là phá hủy khu rừng. Ta thật hồ đồ và ích kỷ. Lúc đó, ta chỉ nghĩ đến là mọi cách để Diana được sống. Ta xin lỗi. Thời hạn đến rồi, hôm nay ta sẽ đưa Diana đi. Xin nàng cho nó thêm thời gian, đổi bằng bao nhiêu năm tuổi thọ của ta cũng được. À không, cả tính mạng của ta, xin nàng chỉ cần Diana được sống thêm một năm thôi. Một năm cũng không sao hết, nó còn trẻ quá mà. Công chúa, người hiểu được tấm lòng của mẹ người rồi đó. Mẹ đừng làm như vậy. 18 năm có mẹ trên đời là con hạnh phúc lắm rồi. Ta không thể khiến Diana sống như người bình thường được. Nhưng vì công chúa đã làm việc tốt, cứu được cả khu rừng này,
nên ta sẽ để Diana trở thành tinh linh tại đây. Dưới danh phận này, Diana có thể có được cuộc sống tự do, khám phá thế giới tự nhiên kỳ vĩ. Đặc biệt, mỗi năm, nàng tiên cá quyền phép sẽ để hai mẹ con Diana có cơ hội gặp nhau. Mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con thấy cuộc sống tươi đẹp thế nào. Cuộc đời của con có được là nhờ mẹ, nên nhất định con sẽ phải trân trọng và sống thật hạnh phúc.